Trời ơi, Lộc vô nhận hàng anh, vô nhận hàng, vô nhận hàng. Lộc á, mà ăn hết cái cuốn này, quán tặng cho Lộc 2 triệu. Ồ. Bảo đảm clip sẽ lên 1 triệu view. Wow, vô xin Lộc ăn sắp hết rồi. Ăn quá máu như vậy, anh nghĩ hết không anh? Hết. Hello, chào mừng cô chú anh chị các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Funny Hùng đây, đang ở nhà hàng phố chợ ở sân bay của nhà ơi. Nhiệt này, đang giáo gì kia. Hello. Đâu vậy? Trễ giờ còn ngồi đây. Trễ gì? Chưa có trễ đâu. Chuyến bay là 35. Chuyến bay dời lại rồi. Rồi, tôi có đồ ăn nè, ăn sáng đỡ đi. Đó, delay anh lấy, đó là delay á. Ăn đỡ đi anh. Đến sớm lắm, anh em mình đến sớm cả nhà. Nhưng mà do là chuyến bay bị delay nên mình được phục vụ miễn phí một phần ăn. Đây là lần đầu tiên mình gặp trường hợp này. Cơm bò sốt tiêu đen cả nhà ơi. Thôi, ăn đỡ đi anh ơi. Nói chung anh em mình thì cũng thoải mái cả nhà. Nhưng mà những người mà đi công tác á. Những người mà đi công tác thì không phải mà đặt xác về đó. Đi họp này kia ha. Ừ. Trời ơi. Cơm hơi ngáo quá. Cơm chiên. Bò. Rồi, ăn thử coi sao. Anh thanh niên đến sớm và cái kết là được một phần ăn và một chai nước. Giờ là anh em mình mới có mấy giờ anh Lâm? 6:05. Mới có 6:05 thôi. Anh em mình phải đợi tới 9 giờ mới 9:30 mới bay cả nhà ơi. Má ơi, 3 tiếng đồng hồ làm cái gì đây? Ơi. Quay TikTok. À hôm nay mình đi đâu? Đà Nẵng. À, mình ra Đà Nẵng cả nhà. Anh em người lạ Đà Nẵng đang chờ đón anh em ở ngoài đó cả nhà ơi. Đúng rồi. Mình phải tới đó và làm một series thật là hấp dẫn. Ừ. Nhưng trước đó phải ăn đi để có sức nha. Đúng rồi. Sau khoảng 1 tiếng ở trong quán ăn thì anh em mình ra ghế massage. Hồ Sinh Lộc đang rất là thoải mái tại vì ngồi đúng ghế cả nhà. Kiểu như mình thấy cái cục này mình cứ nghĩ là Hồ Sinh Lộc bỏ tiền đây. Nhưng mà bên đây còn một cục nữa cả nhà ơi. Và cái kết là mình đã bỏ lộn. Giờ cái ghế massage của mình nằm bên đây. Ai trời, giờ sao lên không biết luôn. Several months later. Nè, ga Đà Nẵng. Đi tiếp đi, sắp đến rồi. Quán gì đây? Quán gì thì cứ đi đi. Đến đó em sẽ nói lý do luôn. Quay nha. Hẻm 204. Đến rồi đây. Ồ, thấy quen không? quen không? Đây, địa chỉ là 204 C14 Hải Phòng, Đà Nẵng. Quán này là quán ẩm thực của Huế chợ cồn. Nhưng mà có biết lý do tại sao không? Lý do gì? Lý do tại sao ra chi nhánh nè? Đây ăn. Tại vì cái chuyến đi này là để chỉ để tổ chức riêng cho anh á. Ăn mừng kênh anh được 5.000 sub. Ồ, đúng rồi. Cho nên anh làm được mài à, với lại em giới thiệu ở đây á, là để cho cả nhà biết á, là quán này á, là ngoài cái cơ sở lớn thiệt lớn ở chợ cồn á thì quán còn bán ở đây. Ở đây thì quán sẽ bán giờ khuya hơn đúng không cô Huế? Ở đây từ mấy giờ tới mấy giờ vậy con? 8 giờ tới 12 giờ đêm. Dạ. 8 giờ sáng. Đó. Có nghĩa là khách du lịch sẽ tới khung giờ nào cũng được. Còn chợ cồn thì sẽ bán buổi sáng thôi đúng không cô? 7 giờ sáng. Đây. Nhưng mà nói chung là chi nhánh này quay để biết thôi anh. Còn mà đi quay ăn á. Anh vẫn thích ăn trong chợ đó. Đúng rồi. Giờ thì mình sẽ. Tại vì mình đang buổi sáng mà. Thì mình qua chợ được không? Được. Dạ. Ủng hộ cô trong chợ nha. Ủng hộ cô trong chợ nha. Đây. Con bất ngờ vậy.
địa chỉ nha cả nhà. Cơ sở 1, cơ sở 2, cơ sở 3. Rồi, giờ mình đi nha. Chờ con. Ây, dạ chờ con ý. Hôm nay anh em mình tới Đà Nẵng rồi cả nhà ơi. Nhớ quá. Cả năm rồi mình mới quay lại đây cả nhà ơi. Đó. Thì hôm nay mình sẽ đi Cửa Hồng đi. Cửa Hồng của chợ Cồn. Để mình quay sơ qua cái khu có được. Cái khu ở chợ coi chợ Cồn thì sẽ thế nào nha. Mới vào là mình sẽ thấy những quầy bán trái cây. Hôm nay là mình đi ngày không phải là ngày cuối tuần. Cho nên chợ thì cũng giãn giãn. Bán thì rất là ngăn nắp cả nhà ơi. Hàng nào ra hàng đó, không có lấn chiếm nhiều. Tô vô đây kiếm mấy cái dĩa bự. À, dĩa bự đúng không? Ồ, có dĩa trong. Cửa hàng bán dĩa, sứ, đồ sứ. Ồ, nè. Ôi, có cái dĩa trong bên trong bự bự kìa, anh thấy không? Ờ, dĩa to á, giống như dĩa của chị Nga vậy. Dĩa nè. À, nó đẹp. Ồ, quá trời luôn kìa. Ở đây chắc có dĩa bự á. Tính mua hả? Cái gì? Tính mua hả? Nè. Cái này bự anh không có dĩa tính đó. Ờ. Còn cái dĩa này là dĩa tròn. Dĩa này dĩa hộp xoài. Đúng rồi. Khu này là thiên đường rồi. Bên đây là họ bán cái gì? Lâu lâu vẫn có những người bán trái cây ở dưới này. Đây vàng đồ vàng mã. Các loại bánh kẹo. Ở đây giống như là bán khu này là bán mấy cái chân cúng á. Đây là các bát nhang lư hương đồng. Anh Lộc thấy chợ này thoáng không? Thoáng. Đi không có kiểu chen chúc á. Đâu rồi cái chỗ đồ ăn đâu? Như là đi đây nè. Là khô. Wow. Chung là có cái lối để người ta đi. Nhưng mình nghĩ là đây nè. À cái lối đường quen quen nha. Đây nè. Lối này đi vào nè. Lối vào đình khu ẩm thực. Trên kia vẫn còn rất là nhiều khô mắm rồi nè. Rồi vào chợ thôi. Hầu khách nước ngoài. Mấy người ở đây giao tiếp bằng tiếng Anh cũng hơi hay. Hello. Bún bò. Ôi cái bún bò này. Ở đây Phân Hùng nhìn là chắc sẽ thấy quen quen. Đây là giống như thịt nướng này, này. Cơm tấm hả? Thịt tấm. Bún luôn. Nhưng mà có mấy cái mì quảng. Chào cô. Hôm nay mình đi mình không thấy đông như lần trước. Lần trước mình đi thứ bảy chủ nhật đó cả nhà. Rồi bánh bèo nữa nè. Nhà cũng chết. À mình. Dạ. Ôi, cơm ở đây cũng nhiều món nữa. Cô ơi. Hello. Cơm chỗ cũng cả cả đi tiệc. Hùng ở đây. Ồ, bác sĩ Lộc đã nhanh chân đi đến nơi nơi ấy rồi. Hello chị. Đây. Ăn cơm đi. Dạ, dạ, thấy dạ. Mấy chị này quen không? À đi về hả? Con ăn đây. Trước là mấy chị ở ngoài và Sài Gòn. Còn giờ là mấy chị về đây để bán rồi nè. Mấy chị là bán cô Huế, chợ Cồn. Đó, lô 12, đình 15A, chợ Cồn nha. Lần trước anh đã thăm ngàn em rồi anh Lộc. Gì? Ủa em đang tính là đang ăn mừng luôn em. Hồi nãy anh vào anh thấy mấy chị anh bất ngờ không? Gì? Nãy vào thấy mấy chị bất ngờ. Thì thấy cô Huế rồi anh liếc qua thấy mấy chị là anh cũng... nay phải là bất ngờ cho mấy chị nữa rồi. Làm gì không biết anh, em có ý tưởng anh làm gì anh làm gì biết gì làm để em không. Wow, chờ đã xôm hơn rồi chị ơi.
là chợ đã sang bên chị, rồi. Chị bán đây từ mấy giờ vậy chị? À, chị bán từ 7 giờ sáng tới 7 giờ tối em. 7 sáng 7 giờ tối luôn ha. À. Ở đây thì em thấy là cũng có những cái miếng thịt rất là bự nè. Là cũng có món gì chị? Bún mắm nem đúng không? Bún mắm nem và bánh tráng cuốn thịt heo em. Bánh tráng cuốn thịt heo. Có heo quay nữa. Có, heo luộc và heo quay luôn. Dạ. Đó. Bây giờ khách bên kia đang ăn phần gì vậy chị? Ở bên đó là đang ăn bánh tráng cuốn thịt heo em. Bánh tráng cuốn thịt heo. Ừ. Đây, chị gái này đang cắt nè cả nhà ơi. Nhìn những miếng thịt nhìn cắt rất là đều, không bị nát nha cả nhà. Luộc thịt cũng là một bí quyết đúng không chị? Đúng rồi, thịt là cũng nhà chị là tự luộc luôn. À. Đặt thịt riêng rồi về là tự nhà mình tự luộc. Tự luộc luôn nè. Đúng rồi. Nhà. Đây là những miếng cắt nhỏ ra nữa. Chị có bán thêm những cái loại mắm, những cái đồ đây là đặc sản luôn. Đúng rồi. Đây là những loại mắm của nhà chị. Đó. Đây là mắm nem pha sẵn. Sẵn chợ cồn. Sẵn chợ cồn. Nè bên trong kia nữa nè. À, cô đó đang đông mắm á. Ồ. Cô ấy đang làm cô ấy đang đông mắm á. Ồ, bên trong cũng thấy có những con cá nữa cô. Mấy con cá nhỏ nhỏ á. Cá nhỏ đó là bao nhiêu? Cá nhỏ là 30.000, cá lớn là 50.000. Tại cái bún mắm này, cái mắm nem này để ăn với bún mắm đúng không chị? Đúng rồi, mắm nem này ăn được nhiều loại lắm, ăn với lại bún mắm nè. Dạ. Ăn với lại thịt luộc nè, các loại rau luộc nè. Ăn bò nhúng giấm nè, bò cuộn nấm nè. Chị, nhưng mà cái này nếu mà khách mua và đi máy bay thì sao ta? À, chị sẽ đóng vào thùng xốp cho khách. Chị đóng vào thùng xốp cho khách luôn. Rồi, đóng vào thùng xốp cho khách. Ví dụ này là 30. 30. Còn cái này là 50. 50. Đó. Nhưng mà nếu mà ai muốn ở Sài Gòn mà không ra đây muốn mua mắm á thì ở trong Sài Gòn có chi nhánh ở đâu chị? Có, ở Sài Gòn có chi nhánh là 42 Hậu Giang, phường 4, quận Tân Bình, đó, Hồ Chí Minh. Đó, đó, đó. Ok. Em thì nếu em muốn mua á, em đi sân bay xuống xong lúc mà em về nhà em ghé qua đó em mua. Đúng rồi. Gần luôn, gần sân bay luôn mà. Yeah. Quán chị gần sân bay luôn. Dạ. Yeah. Cũng là từ một lò ra hết. Đúng rồi, cũng một lò đấy. À, tất cả đồ của Sài Gòn bán là từ Đà Nẵng nhập vào hết. Yeah. Rồi mắm đồ gì là ở Sài Gòn nhập vào hết. Ở đây kiểu như em thấy mình cắt những cái tảng thịt dài dài bự bự không à chị? Đúng rồi. Để cuốn bánh tráng rồi cho nó vừa á chị ha. Đúng rồi. Ăn cắn tới đâu cũng gặp thịt. Đúng rồi đó. Một phần bún mắm nem ở đây thì giá bao nhiêu tiền? Cái này chị có giá nè. Bún mắm 25-30. Bánh tráng thịt heo là 40-50. Đó. Bún mắm giá vậy là cũng đúng rồi. Bình dân rồi. Giá bình dân mà. Bán khu chợ giờ chợ du lịch luôn á. Cái kia là em thấy có cái bánh trắng trắng này gọi là bánh bánh gì này chị? Cái đó là mì lá em. Mì lá. Đúng rồi, mì lá. Mì quảng hả chị? Đúng rồi. Đó. Mì phở, mì đúng lá rồi. Đó. Mì lá này để cúng với lại bánh tráng cuốn thịt heo đó. Rồi. Thôi bây giờ mình anh Lộc qua số anh. Giờ chị Phương ơi. Chị nghe. Giờ là chị em mình sẽ vào đây để bí mật giống như anh Liên này trước đã bí mật thăm nhà em nè. Chắc vô chị vô đây luôn rồi chị Phương. Chị, bây giờ mình có thể cuốn được một cái cuốn dài dài hết cái bàn luôn. Dài hết cái bàn đúng hả? Hết cái bàn cuốn. Là tầm phải hơn mét luôn á. Đúng rồi, tại vì mình cuốn ở đây trước cho mọi người thấy luôn. À. Mọi người sẽ ngạc nhiên nữa, mấy người mà ngồi ăn nè. À. Với sẵn cho thanh niên thì một cái cuốn ứng thử luôn chị. Trước thanh niên đã cho em một miếng thịt luộc, quá khủng rồi. My, bây giờ là cắt miếng thịt. À, bây giờ là cúng miếng thịt dài 1 mét để cho thanh niên này thử thách thanh niên này ăn. Bởi vậy chị ví dụ như cái thịt này nè, ừ. Cắt nguyên miếng dài mà đúng em rồi, cắt miếng dài. Dài luôn cho em. Dạ. Thôi bị không lô nữa nha. À. Cắt rồi. Thì bé lấy đồ ra lấu. Mi. Ủa nhưng mà chị cuốn được không chị? Được chị cuốn được. Được. 1 mét hơn rồi đúng chị cuốn được. Yêu cô luôn. Đây. Đây chị bé nè. Đây chị bé lốt trước nha, lốt lên bàn. Lá chuối. Bất ngờ chưa? Biết chị làm gì chưa? Cô bánh tráng đó. Quấn luôn, quấn nhanh còn lẹ luôn chị ơi. Nhanh còn lẹ luôn đúng không? Dạ. Rồi. Bánh tráng liền rồi. Cả nhà ơi, mấy chị em ở đây phải rồi, mới nấm rồi. Vô đẹp mà bán đồ ăn vừa ngon nữa. Nên mình có đi chợ cồn, đi du lịch Đà Nẵng á. Đi chợ cồn thì ghé qua ăn món bún mắm nêm đặc sản ở Đà Nẵng nha. Hai lớn một đập là cái gì hai anh em nữa. Chết. May là có sẵn lá chuối mà để chị uống bánh tráng đó nghe. Thường chị bán là không có sai này nha. Nhưng mà hôm nay là làm ưu ái cho Võ Sư Lộc á. Ưu ái cho Võ Sư Lộc đúng không? Cái này là một trong những cuốn gỏi cuốn mà dài nhất mình đã từng ăn cả nhà ơi. Rồi, một mét chưa? Một mét chưa nào? Mới rồi đó. Mất máy rồi đó.
Phải rồi. Em nghĩ đây. Đầu tiên chị sẽ có những miếng mì lá. Quá chị ơi. Quá dài luôn. Em mới chơi là khó thì chị quá ha. Không, chị làm được hết á. Làm được. Có thì bớt độ dài cũng được chị. Bớt độ dài không? Đủ cái bàn này mới ngon anh. Dễ sợ chưa? Thấy chưa? Chị bớt mà em này không chịu bớt, thấy chưa? Chị nếu cái này làm ra thì chị ước luôn là nó nặng khoảng bao nhiêu chị? Cái này chắc phải ký mấy đó em nha. Ký mấy hả? Ký mấy đó, bây giờ đâu. Chị cuốn bún vô cho lên 2kg giùm em nha. Hát quá em ơi. Hát quá em ơi. Em ơi, em ăn rau gì cũng được thấy đúng không? Em rau gì cũng được. Rồi, em ăn rau gì cũng được thấy đúng không? Anh Lộc là cũng fan của rau mà. Nên chị cứ cho nhiều rau đi. Rồi, đi vô thì sắc thịt kìa. Mày, sắc thịt mày. Đang cắt thịt, đang cắt thịt nè. Rồi, sắc thịt bé yêu ơi. Rồi sắc tảng dài giùm em luôn chị ơi. Đó. Chị cắt thịt biết bao nhiêu năm rồi chị? À, cũng rồi mười mấy năm rồi. Kỹ năng cắt của chị nè cả nhà ơi. Quá là chuyên nghiệp. Chị nghĩ là với cái gọi của ông dài đó nó cắt được cắt bao nhiêu thành bao nhiêu miếng trong bình thì nó nhanh sao em để là đối với cái độ dài này em làm được cái cắt lát chứ mà mười lát đây này hổ tế mười bốn nhìn nè bán mười mấy năm bây giờ mới lần đầu tiên cuốn cái xào hồi này nghe lần đầu tiên cuốn cái gói miếng này luôn nha. Lát mình chụp tấm hình đó mình đăng lên dán lên đúng rồi mình dán lên luôn. Lát kiểu như ba bốn chị á trời ơi cầm cái này lên giống như cắt băng Khánh Thành á mình biết không à đúng 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 đó à, cắn một cái là bắt đầu là vô là quất luôn á thử thách luôn á đây thịt cắt nè bảo quên không cậu rồi đưa thịt đây hai anh chị đi du lịch luôn hay là mình ở đây người Đà Nẵng luôn hả à? Rồi đó người Đà Nẵng cũng vào là chợ cồn ăn luôn nè đáo đáo nhiều lát nhiều lát đây là nhiều lát dài vậy ok cũng hóa ra là tay rồi cũng hóa ra tay rồi nào đủ được rồi mới đủ rồi á dạ lập rồi hết rồi quấn luôn hả Chơi. Vô vô giữa. Có bún không? Không, cái này là thế bún em nè. Người Đà Nẵng là cái này là thế bún đó em. Chị, lại cái bánh mì hoặc mì lá không? Chị, bây giờ vậy nè, chị cho em thêm bún đi. Thêm bún rồi hả? Ừ. Được không? Ác với Lộc quá. Không, kệ, ảnh... Cho đi bún mì. Ủa, cô Hóa cứ vậy không? Thêm bún đi cô Hóa. Rồi bớt nữa kìa. Trời mình có bao tay mình phải bóc ra đi. Chị cho em một bao tay. Cô này chắc phải 3 người 4 rồi cô Hóa. À đấy, cũng không làm gì đâu chị em ạ. Alo. Chào Lộc ơi Lộc. Chào nó. Để em béo lại đạn nha, bữa nay không biết. Bóc thêm bún. Lộc ơi Lộc, xỉu luôn Lộc ơi. Thêm bún giùm em đi. Bún. Dạ. Cô Hóa cứ nương tay không à. Thế nương tay với quý ơi. Thôi. Té rồi mẹ. Này quấn Như. Rồi đó, thêm bún vô, Như mây cho em miếng rau kìa. Vô quá, thêm bún vô. Như vô Như. Để vậy cho mây lấy, em vô có việc em cuốn nè. Rồi ao khung hình luôn rồi, Rồi, ba chị, Lấy cho mấy bánh tráng kề đây nữa. Đâu bỏ dưới này mấy. Luôn á. Wow. Má ơi. Ôi là trời. Cái này thôi, bé ra con đi. Phải vậy thôi nè. Bữa giờ anh thăm ngàn em quá nhiều rồi anh Lộc. Hôm nay anh phải đền. Ăn mừng 5.000 xúc. Đó, chỗ mua mà không bị thì con má lốt cô thôi. Trời ơi, còn cái chỗ nào mà bị rách là còn phá thêm chỗ nào mà nó bị gì thì mình khó thêm thôi đúng không em? Phá thêm vô. Khó thêm vô. Nghe. Chị vá vào. Mấy cái miếng vá đó khúc sau nhai là hơi mỏi hàm á. Cái bánh tráng này nó mỏng lắm. Mỏng lắm hả chị? Dạ. Bà chị lấy thêm đi chị. Rồi xong rồi hùng rồi Lộc ơi Lộc. Rồi đó Lộc ơi của em đó. Wow. Vì cái khúc dừa nó bị nhiều kìa. Cả nhà. Dừa nó bị nhiều kìa, khúc dừa nó bị nhiều. Đây là cái phần đầu, đây là phần đuôi. Phần đuôi hơi nhỏ xí. Rồi sẽ nắng lại. Cô Hóa là nắng lại nè. Cô Hóa nắng lại. Giờ nhờ mấy chị cầm lên mỗi người khúc em chụp tấm hình luôn nè. Rồi vô mi. Đỡ 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 ra đỡ mi.
Đó. Đã đỡ mấy ơi. Trời ơi. Lộc vô nhận hàng anh, vô nhận hàng. Ôi vô anh chụp tấm hình nè, Rồi hôm nay một mình. Thử mình anh này ăn. Em này đi quay thử thách. Anh này. Bây giờ nè. Nè, ăn xong ăn bây giờ không chấm cái chén nha, mà chấm bằng cái tô luôn. Là mắm đúng không? Mắm chấm bằng cái tô luôn. Đúng rồi, phải vậy thôi. Chị ơi, lỡ là cái tô là lấy cái tô của em đi. Tô này mới này mày. Tô này mua đây chỗ này. À, tô này mới này. Cái cuốn. Ăn xong nó còn buồn, em sẽ ghé ăn bún bò. Bữa chị đâu thấy cái tô này. Cái tô nhỏ dữ. Đây. Đây, mắm đây. Mắm nha. Ồ, bên trong kìa. Mấy con cá này, cá này cá gì vậy chị? Đây là cá cơm em. Cá cơm. Dạ rồi, cá cơm em. Ngon quá. Rất là thơm. Ừ, mắm nhà chị rất là thơm. Tuy là mắm nem nhưng mà không nghe mùi mắm luôn. Dạ. Đó. Rồi. Trời ơi, chị lấy mắm như nước lèo luôn rồi. Lộc dạ. Quá nhiều rồi. Dạ. Giờ chị mời Lộc ăn nè. Rồi, giờ vậy nha. Vậy chị. Nghe. Chị dở lên cái em cầm tô nè. Hồng chụp lại tấm nè, kiểu chị chấm vô á. Vậy này quán có thử thách như vậy nha. Bây giờ á, Lộc á, mà ăn hết cái cuốn này, quán tặng cho Lộc 2 triệu. Ôi. Nếu em ăn không hết thì sao? Em ăn không hết thì... Em đem lại cho chị được không? Cái trả tiền cái cuốn này. Trời, trả tiền cuốn này cho chị nha. Ăn hết 500 okay. ngàn. Ăn hết rồi gửi chị lại 500 ngàn. Là gần như là làm cái cuốn này luôn á. Rồi ok. Ok không? Như là cá đồ, cá đồ. Ăn hết lại gửi chị. Rồi. Rồi. Không dám đâu chị, cái này là anh cầm lên bao nhiêu, khoảng bao nhiêu ký anh? Chị nó nói là chị thua, quá chị là thua. Chị thua. Chị thua. Em lấy là nhiều lắm. Chị thua. Chưa chắc chị thua đâu. Chị thua đó. Mà nhiều khi anh này nằm ở quán luôn nè. Chị thua. Chị không có thua. Em gái ăn gì không? Làm như độc lạ đã nặng. Em gái. Thôi ngồi đó em được thì cho anh tính gần đó, đúng rồi. Đây đây. Ồ. Mỗi người bên hả? Đó đó. Rồi rồi gặp người theo dõi rồi. Anh Lộc ơi. Dứt mà nè. 3 2 1. Bắt đầu. Ngồi ăn đi anh chị. Rồi ăn sao ăn sao. Dạ bỏ chụp hình ghê Lộc kìa, Lộc anh ấy sẽ chụp hình miếng Lộc kìa. Con ngồi đây con đi chụp đi ngồi ơi. Chị cho em mượn cái mít. Ngồi đây chị bá ơi, ngồi đây đi chị bá. Mẹ ra tới này rồi. Ngồi đi em trai. Ngồi đây ngồi đi em trai. Ngồi đây được không? Được. Rồi, mời ông bà cô chú, rồi. Mời cô Huế. Và mọi người thưởng thức món ăn ngày hôm nay ngồi nha. Ngồi đi anh trai, ngồi đi coi luôn anh. Ngồi đặt coi luôn anh chị. Ngồi đây ngồi đi. Trời ơi, náo loạn quá rồi. Đã dữ rồi. Đã cắn nhắc đầu rồi, cắn nhắc đầu rồi. Buồn. Cô Huế ơi, lần này là cô khỏi lo về cái đồ mà ăn không hết. Anh này nó ăn khỏe hơn con nữa. Lần trước con ăn cô có thể lấy đồ ăn lại, nhưng mà lần này cô cứ yên tâm, anh sẽ ăn hết đó. Dễ ăn không anh? Nước. Nước. Cô ơi, cho con một ly cam vắt đi. Con uống cam đúng vậy? Dạ, cho cam vắt luôn con. Dạ. Thật rất là mềm. Sắn mà rất đá. Sột 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 á. Nè nhanh lên nè, nhanh lên nè. 2, 3. Em ăn, em chọn ăn cái phần bự trước á chị Phương. Để ăn hết phần bự là phần sau nó nhỏ mình sẽ dễ ăn. Ổ trước sướng sau á. Mắm ở đây thì tuyệt vời. Thơm. Nè cả nhà. Nhưng mà thấy nó có vẻ mềm quá ha. Cho bà lại đặt cái cháo của bên mẹ bà cái kinh. Ăn đi con. Vô. Đây con những du khách nè. Có vẻ là võ sĩ Lộc đang đói bụng rồi. Ăn rất là nhanh. Wow, nhìn nhiều rau quá anh Lộc. Anh thấy những sợi bún không? Sợi bún đó là tình cảm em dành cho anh đó. Mới xuống sân bay mà em chơi rồi thì quá gắt rồi. Nãy anh đi ăn cơm rồi cả nhà. Anh đi ăn cơm ở ngay sân bay á.
Chị, cái này mình quấn với heo quay được không chị? Có được luôn hả? Ồ, lạ ha. Chị quấn cho em mấy cuốn có heo quay để Hùng ăn thử đi chị. Cũng 5.000 cho được cả nhà ơi. Wow, mạnh mẽ đó, anh mạnh mẽ đó. Đã vơi đi được 1/3 rồi, 1/4 rồi. Anh lấy cái tô rau ra rồi, cái tô rau nó hơi che cái... Ôi, ăn nhanh vậy, mới có 4 phút à. Dạ. Ăn vậy, mới xuống lá, ngừng hủ. Đây, có những cái quạt mini nữa nè, cổ vũ cho Võ Sĩ Lộc. Chợ Cồn thì mình sẽ thấy là các tiểu thương anh Lộc, họ sẽ mời ha. Họ sẽ mời. Con lấy 3 tờ. Nào tới ở đây chị cũng đặt qua Now đúng không chị? Có, trên đó app đầy đủ hết. App Now nè, Grab nè, Bing Bing nè, Loship nè, đầy đủ hết. Cả nhà ơi, nếu mà ai ở Đà Nẵng muốn đặt mua về là cũng đặt qua các app cũng có nha. Đây mình ăn mà có xoài nữa, là mình không bị ngán. Đúng rồi, nó hơi chua. Bây giờ chị có thể mời khách vô rồi. Em đã không còn ngồi ở giữa nữa. Lại rồi đúng không? Cái mắm này nếu mình ăn không hết, mình sẽ bỏ. Giờ chị bỏ vô bao. Sau đó mình sẽ làm mấy phần bún mắm đêm nữa để mình mang về. Thử thách cô ơi, mấy cô rồi. Nãy con ăn tới đây nè. Mình thấy ở trong chợ Cồn thì cái tiệm bán bún mắm nêm và bánh tráng cuốn thịt heo thì cũng chỉ có 2-3 chỗ thôi cả nhà. Nhưng mà hôm nay Võ Sĩ Lộc đã chọn ngay cô Huế để trải nghiệm cái cuốn khổng lồ này. Bây giờ chắc là anh chắc chắn đã lấy được 2 triệu rồi. Ghê hả? Tại nhiêu đây là anh nhắm anh ăn được, anh ăn qua cái phần bự nhất rồi. Chị, cho em một phần bún mắm nêm heo quay. Rồi gọi thêm nữa chị, không sợ luôn. Ăn hết cái này ăn thêm. Ok, cho một bún mắm nêm heo quay. Bún mắm nêm á chị. Anh muốn ăn heo quay chứ. Đó vô nãy mình thêm bún vào là đúng rồi cả nhà ơi. Dạ. Chắc cái này cắt cái tô bình thường ở bên quán á. Dạ. Rồi anh Lộc, tạm thời ngưng để em quay cảnh làm bún mắm nêm nha. Ăn nhanh quá rồi cả nhà ơi. Đây là một tô bún mắm nêm bên quán nha. Chua chị, xài. Bún mắm nêm heo quay cũng 25-30 đó đỡ ngán. Ồ, mấy thịt heo quay kìa. Bên trong có gân nữa nè. Ngọt xốp luôn cả nhà. Ở đây nếu mà mình muốn ăn thêm heo quay á, mình gọi thêm chén heo quay, một dĩa heo quay nữa chị ha. Cái này là cái mít gì nè đúng không chị? Mít non. Đó, tô vậy là bao nhiêu? 30.000 mà heo quay rồi cả nhà. Đó, thêm với mắm nêm nữa nè. Đó. Rồi rau ở dưới nè, rau ở dưới. Là chị. Ôi, cầm ăn liền luôn kìa. Ăn thử liền. Hôm nay đến đây sao anh có động lực ăn nhiều dữ vậy? Tại vì mấy chị đã hỗ trợ mình quá nhiệt tình rồi. Nói chứ anh có thắng anh cũng sẽ không lấy tiền đâu. Sao vậy? Tại vì anh ăn miễn phí đây là mấy chị cũng đã tốn một mớ rồi. Mà anh chắc anh ăn hết đâu mà anh nói. Anh này là anh ăn giống như Thuận nói á, giống như mấy bạn mà người lạ á. Chắc chắn hả? 200% Gần đây rồi. Ê, hay quay đây mà cái lớp da nó lạ quá không?
à Thẩm à. Một tô như vậy đó anh bao nhiêu? Em đang đố ảnh tô đó bao nhiêu tiền? 30 ngàn. Đúng rồi, 30 anh. Sao? À, mà heo quay nhiều không? Nhiều. Mà heo quay đây cái da mỏng lắm và giòn, chữ nó thấm vị. Ăn vào nó không có bị ngấy cả nha. Đây là do cái góc quay á. Quán này là cái không gian giống như ngồi đó. Cái bàn kiểu mà ngang quán nè, rồi dập xuống rồi dập lên. Rồi, mình xin phép tiếp tục nha. Chút nữa mình chiến cái tiếp này. À, giờ anh Lộc muốn chơi lớn chơi trội không? Đổ tô này vào tô mắm ăn hết tô luôn. Rồi rồi. Bảo đảm clip sẽ lên 1 triệu view. Chiến. Chắc là tới đây đi, anh hết cút này đi. Hay chắc nhờ em giúp giùm anh cái. Chiên dốc nó lên đi. Ồ, hay quá chị ơi. Vậy anh ơi, anh để chị cầm lâu vậy thì cũng mỏi tay chị nên thôi. Không sao luôn hả? Nhiệt tình quá rồi. Anh ăn ở đâu có nhanh lên đi. Hãy coi đây là động lực để ăn nhanh hơn anh ơi. Chị để ý tới khúc mà cái bàn tay của chị á, cái khúc bánh nó ngay đó là anh ăn nhanh lắm. Em nói dở rồi, đó là phải ăn chậm. À, ăn chậm hả? Ở đây có một anh Shopee Food đến nhận hàng. Anh thấy cái cảnh mà có người tới phá kỷ lục của mình á, ghép hai cái bàn đó là một cái dây. Cái đó chắc phải nhờ qua ghép của bên bàn nước luôn rồi. Cái bàn này là đâu đủ. Cố lên anh, nhấp nước vô. Wow, vô xin lọc ăn sắp hết rồi. Thấy chưa? Đi ăn không đi? Vô làm cuốn ăn thử chị. Cuốn ăn thử. Vô anh vô làm cuốn ăn thử. Không mà em thấy cái thử thách hôm nay cũng nhiều quá. Nhưng mà do là món hảo của anh nè. Với lại cái không khí chợ á. Nó ăn bánh tráng. Nó bánh tráng cuốn. Thử của chi á là nó có butter. Khi hấp lên với bánh tráng á, ăn với đậu rừng rất là ngon. Còn đây là Đà Nẵng là có bánh tráng thì luộc đó nha. Mà nhìn ngon quá. Đây mình để mình quay gần cho cả nhà coi nè. Sao chấm ít rồi? Chấm vậy sao hết được tô? Cái này mình sẽ ăn theo bún nha. Đó bên trong nè. Không không. Rồi ăn giờ là cầm một mình được rồi đó. Thầm nói chung ở đây mấy cô cũng biết anh em mình ăn nhiều quá. Nhiều khi mấy cô sợ là ăn nhiều không tốt cho sức khỏe nên mấy cô làm ít lại, nãy anh thấy không? Chứ không là... Chị không nổi không? Chị không nổi. Nè giờ còn như đó, anh Lộc có suy nghĩ ra cách nào ăn sáng tạo không nha? Anh sẽ kết nối nó thành một cái vòng. Hết rồi anh ơi, hết rồi anh trai. Ăn thêm cái bún nữa nè. Ủa, anh hồi nãy anh ăn ở đây rồi. Đây nè. À, anh đã quay lại rồi. Bây giờ. Mấy anh hồi nãy kìa. Coi đó. Hết chưa? Ăn quá máu như vậy anh nghĩ hết không anh? Hết. Vậy là hết rồi. Ăn tới giờ. Cộng thêm combo nữa chén ớt cho nữa là nó sẽ ấm bụng hơn. Hiện tại chưa đủ ấm. Tại quá đấy đặc biệt không? Sao? Không, thịt bao bố bị ốp. Nè cái này là thịt nè. Hết rồi chị ơi. Chị nói đúng rồi, quán mất tiền cho thanh niên này rồi chị ơi. Rồi, ăn thêm tô bò rồi. Cái gì? Ăn vô nó ra lại hết. Ôi trời. Đúng ý em rồi. Cái tô bò nữa ta lại tô vui. Đầy tô luôn á. Một nhát. Rồi phải chị Phương ơi. Anh Lộc như đó mà anh ăn trong một lần chị tin không? Không em từ từ vậy nè. Từ từ hả? Từ từ em.
Qua đây ngồi đi chị bé ơi. Anh Lộc rất mạnh mẽ. Nhưng mà mấy chị ở đây thì cũng sợ ăn mắc nghèn rồi á. Cô Huế ơi. Cô Huế. Ngon quá. Ngon quá hả? Nên con xin phép cái này con ăn lên một lần luôn, một phần luôn. Cô chứng kiến nha. Rồi, răng bụng miệng hay được con cắn. Nè nè, nhìn nhìn biểu cảm của cô Huế nè, nhìn biểu cảm của cô Huế nè. Cắn bớt đi. Cắn bớt đi. Ăn mà sớm giùm luôn. Đây. Có cắt giục bớt hay là ăn bớt vậy? Cô ăn nãy giờ đó cô, ăn nãy giờ đó. Nãy giờ. Cô hỏi cô có cắt giục bớt không? Bây giờ hết rồi không nè. Quá. Rồi rồi. Rồi hay quá, hết rồi nha. Ở cái cuốn hồi nãy nó dài hơn 1 mét đó cô. Mà nó mập rồi nè. Hết luôn. Có bây giờ cô về, cô lên YouTube cô coi cái tên là gõ cái tên là Võ Sư Lộc. Võ Sư Lộc. Mà ra cái clip của tụi con. Dạ dạ. Võ Sư Lộc. Ờ chào anh. Lộc Lộc có con Phúc Lộc Thọ á. À, ô cô gõ liền luôn nè. Hay quá rồi, Võ Sư Lộc. Fanny Hùng cũng ra luôn, mà nhiều khi tiếng Anh sợ cô không biết á. Fanny Hùng. Rồi đăng ký luôn cả nhà ơi. Tuyệt vời nha. Wow, chị gái dễ thương quá. À đúng rồi đó, cái clip vừa con lưng nước cốc nữa. Không, có một cái clip con ăn cái miếng thịt bự lắm. Thì vô quá. Đó đó con ăn cái đó, con ăn. Ngon chứ cô. Nói chung là cho chụp cái liên bơ kìa. Rồi rồi cô vô đây con chụp cho. Rồi sao? Dạ dạ. Rồi bịt miệng rồi nhưng mà ngon mà đúng không? Giòn giòn. Anh Lộc được các chị gái cổ vũ kế bên mà. Nè nè nè. Có vẻ là mình ăn tiếp. Thấy chưa? Cả nhà thấy không, mình thăm ngành như vậy nhưng mà vẫn chưa xin nha với Võ Sư Lộc cả nhà. Về món ăn anh sẽ nếm cái hương vị ngọt ngào của chiến thắng. Cốc mà nó cốc đúng không? Cốc hoàn toàn không bị chua. Nó giống như chiến thắng của mình hôm nay rất là ngọt ngào. Ai chà. Anh chị cũng cảm ơn Hùng đã làm một cái clip cũng như là mời anh ra tận Đà Nẵng để ăn mừng 5.000 sub. Tuy là một cái mốc nó không có lớn nhưng mà nó là một cái tình cảm rất là đáng quý cả nhà ơi. Ok. Và cả nhà ủng hộ mình thì mình mới có ngày hôm nay. Và kênh YouTube của mình sẽ luôn đồng hành với Fanny Hùng giống như là trailer vậy á. Giờ là thử thách của Lộc đã xong rồi. Chị chủ đã có món quà tặng cho Lộc thì từ đầu đã nói nha. Yeah. Rồi. Thôi chị. Cái này em cũng tâm sự với chị á, là tụi em quay clip á, nhiều khi cũng thử thách này tụi em cũng trải qua rồi. Thì cái cuốn này em ăn chưa tới mức độ ngán. Chị cất vô đi. Cuốn này mình ăn chưa tới mức độ ngán cả nhà. Đúng rồi, mình kiểu như xin phép. Nó dễ dàng với ảnh quá. Cho nên ảnh nhận số tiền đó thì cũng không ai á. Dạ. Bởi vì nói chị làm thêm bún đi là em... Nói chị tưởng là ăn không hết thì dạ. Thôi bây giờ là thôi cũng xin phép với bạn Lộc. Thôi, còn Lộc từ chối cái đó thì chị tặng chả bò đặc sản của Đà Nẵng. Ồ, cái này được á. Cái này có vẻ được. Hơn nè. Yeah. Cái này thì em phải nhận thôi, tại vì cái này là giá trị hơn nè. Mang về cho những người trong Sài Gòn thì rất là thích. Đúng luôn rồi, chị ơi. Kiểu như mình mang về có quà và có một cái clip nữa để mình cho em mình kỷ niệm với nhau. Đúng rồi. Nó rất là vui cả nhà. Thì em đại diện kênh YouTube cũng cảm ơn cô Huế cũng như là các chị đã hỗ trợ trong quá trình mà tụi em quay clip. Thì nếu cả nhà ăn trong cái khung giờ mà ban ngày á mà mình chưa tới kịp thì buổi tối cô mới vẫn có cơ sở 2 ở bên lúc nãy mình quay á, để các bạn có thể ghé qua 204/14. Đúng rồi. Và cơ sở 2 là địa chỉ 204/14 Hải Phòng Đà Nẵng. Đó là bán tới 12 giờ luôn. Đúng rồi, bán tới 12 giờ đêm. Rồi. Thôi thì không làm mà chị Phương phải chờ đợi nữa tại khách tới rồi. Đúng rồi. Đó, em cảm ơn chị Phương rất là nhiều. Em sẽ nha. Nhận 2 phần quà này. Ok, cảm ơn. Yeah. Rồi. Thì hôm nay anh em mình đã trải nghiệm tại quán bún mắm nêm và thịt heo quay, bánh tráng thịt heo có heo quay nữa, bánh tráng thịt heo của con Huế Chợ Cồn.
Thì nếu mà có dịp cả nhà đi du lịch Đà Nẵng thì có thể ghé qua chợ Cồn ở trong đây thì sẽ có rất là nhiều món ăn nha cả nhà. Thì mình có cái fanpage trên Facebook, những người yêu mến thì muốn cập nhật các sự kiện Mini Game Event hãy like và theo dõi fanpage để ủng hộ kênh mình nha. Đúng, mình sẽ để phần mô tả. Mọi người hãy đăng ký luôn kênh Funny Hùng Vlog và kênh tốt của Võ Sư Lộc. Đừng quên tất cả mọi người Funny Hùng Vlog của Võ Sư Lộc và hãy đứng là Funny Hùng Võ Sư Lộc, Võ Sư Lộc Funny Hùng. Cảm ơn các bạn có bất cứ thế nào thì đã làm một cái comment mình xem xét và đưa những bình luận nhé, còn đi chơi nhà cũng thôi nha. Ok, xin chào các bạn.